Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Bình Thành tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội và phong trào phụ nữ năm 2023, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Đồng thời, tổ chức lễ công bố quyết định hội viên danh dự Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Tới dự có Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, các đồng chí lãnh đạo xã Bình Thành. Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Bình Thành có trên 900 hội viên tham gia sinh hoạt tại 14 chi hội. Trong năm 2023, công tác hội và phong trào phụ nữ trên địa bàn xã Bình Thành có nhiều bước phát triển. Nội dung, phương thức hoạt động phù hợp với điều kiện thực tế của từng chi hội. Các cuộc vận động được triển khai sâu rộng, cụ thể như phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế, giúp phụ nữ thoát nghèo có địa chỉ, vận động xây dựng gia đình 503 sạch, tổ chức ra mắt mô hình ngôi nhà xanh tại 14 chi hội, ra mắt và thành lập tổ truyền thông cộng đồng tại 4 xóm khó khăn trên địa bàn xã, thực hiện hiệu quả vốn ủy thác giữa Hội Liên hiệp Phụ nữ với Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện với tổng số dư nợ hiện nay là 12,2 tỷ đồng cho 165 hội viên vay vốn phát triển sản xuất. Trong năm đã kết nạp mới được 17 hội viên. Trong năm 2024, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Bình Thành tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi hội, các hoạt động công tác hội và phong trào thi đua của hội đề ra. Tại hội nghị tổng kết, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Bình Thành đã tổ chức lễ công bố, trao quyết định và giấy chứng nhận cho 9 hội viên danh dự Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Cũng trong dịp này, đã có một tập thể được Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tặng bằng khen. Ủy ban dân xã, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Bình Thành cũng đã tổ chức khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào phụ nữ năm 2023.